mọi người. Hello cả nhà. Đây là em đây cả nhà ơi. Đây là em đây mọi người. Rồi cả nhà ơi. Nên tiếp tục săn sale nha mọi người. Hello, hello mọi người. Rồi, hello mọi người. Trời, cái bộ đang mang cái form đẹp giá mang luôn đó chứ. À, mọi người ơi, em lên em xả tiếp hàng sale nè mọi người. Mình săn đồ tối mình đi chơi các chị. Hello, hello mọi người ơi. Trời ơi, cái set em đang mang nè mấy chị. Hàng này là hàng hot girl đó mọi người. Cái này là nguyên một set nha, em không bán lẻ nha mọi người. Vừa áo vừa quần luôn. Quần sung, lưng cao đó cả nhà. Đẹp lắm, cái form siêu đẹp luôn mà cả nhà ơi. Cái set này có hơn 200 xíu à. Nhưng mà set bên em, toàn bộ bên em set là em không có bán lẻ nha mọi người. Đi nguyên một set nha. Rồi, mọi người cho em xin vài lượt tương tác của mọi người với nha mọi người. Cho em xin vài lượt tương tác nha. Rồi, chờ em chút ha. Rồi, em đây mọi người ơi. Sếp đang mang hàng hot girl. Có mã vạch cho mọi người luôn, tan mát đầy đủ. Mấy chị... kiểm tra trước khi thanh toán tiền. Được kiểm tra trước khi thanh toán tiền nha mọi người. Em chào chị Nguyễn Quyên nè. Hello mọi người. Sáng nay mọi người có đi chơi không? Hay là mọi người đi buổi tối? Mình săn sale đi mọi người. Tối mình có đồ mình diện cho. Tối mình có đồ mình diện mọi người. Rồi cả nhà ơi, tổng chào mọi người nha. Cái set này đang mang hàng free size đó mọi người. Cái quần này lưng đó mọi người có dây rút luôn. Cho nên ví dụ cho em nào mà cỡ như em á, nó hơi nhỏ nhỏ chút xíu thì mọi người rút dây là giùm cho em nha mọi người. Cái này là 55kg mấy chị mang được luôn á. Tùy cân nặng chiều cao cả nhà mình đó mọi người. Nguyên một set nha. Hàng Mai Phương Bùi đó cả nhà. Có lẽ bạch cho mọi người chết luôn. Rồi. Em lên đây mọi người. Có mẹ vạch luôn. Sao không thấy giao đồ? Trời, qua em đi chơi em quên luôn chị. Qua em đi chơi, em chơi tới tối luôn. Em đi chơi lễ á, em quên luôn, về tới tối em mới nhớ. 7-8 giờ tối em mới nhớ luôn á người. Giờ đây mọi người ơi, sếp đang mang nè mọi người nè. Đó, rồi em lên hàng từ từ cho mọi người lựa nha. Mình lựa được gì mình lựa, mình đi chơi lễ đi mọi người. Ai mấy chị ơi, cái sếp này mọi người. Xếp này size L nè, mấy chị có 185.000 nè mọi người ơi. Một áo, một chân váy, 185 mà. Xếp này size L giùm em nha. Chân váy có độ co giãn giùm em nè, gu xì hồng. Gu xì gấu hồng giúp em 185. 185.000 mấy chị nha. Cái này là vải thêu nha mọi người. Không phải là hình in đâu mấy chị. Nó là hình thêu, hình vải luôn nha. 185.000 giùm em mọi người. Size L nha cả nhà. Size L giùm em mọi người. Size L. Rồi đây mã này giùm em nè mọi người. Đây các chị, mã này em còn một set nè, 220 xả 185 luôn, còn đúng bộ à, SML đều được. Cái này là áo với lại chân váy dập ly đó mọi người, chân váy lưng thun. Mấy chị nhìn cái form váy nhà em nè. Nhìn giùm em cái form chân váy nhà em nè mọi người. Hàng không đẹp không lấy tiền luôn á, cái này em còn một set thôi nha. 220 nè mấy chị ơi, 185.000 luôn. 185 giùm em nè. Đó, chân váy lưng thun co giãn giùm em, SML đều được. Kèm áo luôn nha, set không bán lẻ nha mọi người. Mọi người ơi, set không bán lẻ nha mấy chị. Rồi xếp chân váy áo. Chân váy áo giùm em mọi người. 185.000 luôn mấy chị ơi, trong like 185 nha. Cái này là em bán 220.000 luôn mấy chị. 220.000 giùm em nè. Rồi em để 185.000 xếp luôn mấy chị. SML đều được. SML đều được giùm em nha mọi người. Đó. Rồi cả nhà ơi, cái này về mọi người mít rồi ra giùm cho em. Mít rồi ra cũng được luôn cả nhà. Rồi xếp 185.000 giùm em nha. 220 em xả 185. Quần nè cả nhà. Quần loe bên em nè mọi người ơi, bốn màu. Quần loe bên em bốn màu lận cả nhà. Quần loe bên em là có bốn màu cho cả nhà mình. Quần loe là em có bốn màu nha mấy chị ơi. Có đen, có đen, có xám. Có đen, có xám, có sọc nữa cả nhà. Có đen, có xám, có sọc giùm em nữa mọi người. Quần loe mấy chị.
Quần loe bốn, bên em bốn màu nha. 135.000 giùm cho em. 135. Trên live em để với chị 125.000. Quần loe bên em dưới 65. Mọi người mang được hết nha mấy chị nha. Mấy chị cứ để cho em cái cân nặng với lại chiều cao đi, em lựa size cho mọi người mang. Cái này vải nó co giãn nữa đó cả nhà. Đó, 135.000 mua trên live để với chị 125.000 cái luôn mọi người. Chất rất là đẹp luôn nha, hàng rẻ mà đẹp nha mọi người. Đó, cái này cả nhà bên em nó có bốn màu lận, nó có hai sọc. Sọc to, sọc nhỏ mọi người. Em đang like cho mình là đây là sọc nhỏ nè cả nhà, bản sọc to nữa mọi người nè. Đó, xám với lại đen giùm em mấy chị. Free size giùm em nha mọi người ơi, dưới 65 con mấy chị mang được. À lộn em quên, chứ có size SML, trời quên. Có size SML nha mọi người. Chốt co giãn giùm em mấy chị ơi, em để cho mọi người. Em để cho mọi người 135.000 trên live để 125 luôn. Trên live để 125 nha mấy chị. Sếp đang mang một màu duy nhất là 235.000 sếp. Sếp đang mang một màu duy nhất 235.000 sếp nha mọi người. Ủa đi chơi hết rồi hay sao mấy chị? Đi chơi hết rồi hay sao? Dạ sao không có ai xem hết dạ? Đi chơi hết rồi phải không? Đi chơi hết rồi phải không dạ? Không thấy ai coi hết nè. Mọi người có xem được like chấm bài thả tim giùm em nha mọi người. Em bán giá sale chỉ bán trên like, ngoài like em không bán giá sale, đừng có buồn em nha mọi người nha. Giá sale là áp dụng trên like thôi, không có bán giá sale ngoài like nha mọi người. Chờ em chút mấy chị. Rồi đây em, đây em, đây có set ngố. Em có set ngố, set thun dài, set thun đùi nữa mọi người, đủ thứ mẫu hết mấy chị. Thích xem mẫu gì thì nói em nghe. Trời chắc đi chơi hết rồi hay sao vậy ta? Hôm nay em livestream không live tối nha mọi người. Livestream không có live tối. Xem được like cho em xin một tương tác đi mọi người, cho em một chấm, một tim, một like nha. Thả tim, thả like hộ em với. Hôm nay em livestream là em không có live tối nè. Ủa nãy em like tới gì rồi ta? Ờ lên quần hả? Rồi mọi người ơi, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Đây mấy chị xếp nè mọi người. Xếp mặt cười nè, xếp này rất là đẹp luôn mọi người. Kiểm tra chứ nên toán tiền. Cái này quần đứng phơm nha mấy chị. Quần đứng phơm nha, 160.000 xếp mặt cười giùm em nè. Xếp mặt cười giùm em mấy chị. Xếp mặt cười 160. Xếp mặt cười 160 như vậy mình mít rồi giùm em nha. Cái quần rất là đứng phơm luôn nè cả nhà. Đó màu cam giùm em có túi nè, 160.000. 160.000 set, 160.000 set mặt cười nha mấy chị. Đây cả nhà ơi, 160.000 giùm em. Đó, áo phủ mông. 160.000 giùm em set mặt cười. Set mặt cười, set mặt cười. Rồi chắc đi chơi hết rồi quá. Em tính không có like mọi người. Mà anh tranh thủ lên chuông xíu. Rồi à, tối em không có lên á. Rồi cái zoom này dưới 50 kg vừa nè, 220.000 có bút ngực giùm em luôn. Cái zoom này à, ờ, có sẵn bút ngực luôn nha mọi người. Dưới 50kg á, dưới 50-49kg là mang đẹp đó cả nhà. Đó cả nhà ơi, đây có bút ngực giùm em luôn. Dung này 220 giùm em phía sau nè. Phía sau nè mọi người. Phía sau là hơi trống một tí xíu giùm em nè. Cái này mọi người khỏi cần diện áo con bên trong cũng được luôn mấy chị. Tại vì nó có sẵn bút ngực rồi hả. Mấy chị mang dây kéo bên hông giùm em nè. Có túi giùm em luôn. Hàng siêu đẹp, nhận hàng kiểm tra trước cái thanh toán tiền nha mấy chị. Đó, đây cả nhà ơi, 220 giùm em, zoom đen một màu duy nhất, một size một màu, 220.000 nha mọi người. 220.000 nha. 220.000 giùm em nè, set đang mang đó cả nhà ơi, 235.000. 235.000 giùm em. Đây em có set loe nè mấy chị nè, hàng này là hàng hơi bị đẹp luôn á mọi người. Cái này em bán là 220.000 một set mấy chị. 220.000 một set giùm em nha. Đó, cái này là nguyên một bộ. Cái set loe này em bán nguyên set nha mấy chị. Đây, đây mọi người ơi, nhìn cái form quần, cái lưng nè.
Đây mấy chị, 220.000 một set giùm em. Cái chất của nó có độ co giãn, em nhận dưới 55 cân các chị mang cũng được luôn. Set loe giùm em nè mọi người. Đây, set loe tay xỏ ngón nha. Tay xỏ ngón áo rất tốt nè. Mã này là 225.000 nha mọi người. 225 giùm em nè. Em không có bán lẻ nha mấy chị. Em không có bán lẻ nha mọi người ơi. Đây mọi người, 225.000. Đó, nâu tay với lại đen hộ em nha. 225.000. Đây cả nhà ơi, màu đen nó hơi chói cả nhà, chịu khó nhìn giùm em tí xíu nha mọi người. Nó có độ co giãn này mấy chị nè. Rồi nhận phone dưới 55 con mấy chị mang vừa. Đây cả nhà, 225.000 set nha. Hai màu nâu tay với lại đen giùm em. Bộ này là chất nó nặng trịch luôn á mọi người. Chất nặng trịch luôn á cả nhà. Rồi mọi người ơi, 160.000 size S giùm em. 160.000 size S. 160.000 size S giùm em. Eo dưới 70. Eo dưới 70 mọi người, 160.000 eo dưới 70 giùm em. Đó, eo dưới 70 dáng dài nha mọi người. Cái này bên em là dáng dài nha. Cái này bên em là dáng dài nha mọi người. Dáng dài. Rồi set này 190. Set này 190 nha mọi người, kèm beo luôn. Set chân váy gu xì nè mọi người, kèm beo luôn mấy chị. Đó, 190 kèm beo giùm em luôn. 190 kèm beo. 190.000 kèm beo giùm em nha. Nguyên một set nha mọi người. Cái áo này cái chất nó mềm, nó đã lắm luôn á cả nhà. Nó mềm mà nó mượt kinh khủng luôn á mọi người. Cái này bên em nguyên set luôn nha, không bán lẻ nè. 190.000 set giúp em. Con này em nhận mấy chị mình free size dưới 58 con mang được á. Phía sau có bo khung 50% nè mọi người, kèm beo giùm em luôn. Dưới 58 con mấy chị mang vừa. Set 190. Set 190 nha. Chấm bài hộ em mọi người ơi. Chấm bài hộ em nha mấy chị ơi. Set 190, set 190, cái này còn một bộ nữa nè. Set 190 mọi người, set này nó là một loại với lại em đang mặc đó mọi người, hàng Mai Phương Bùi á mấy chị. 235.000 luôn mấy chị. Đây mọi người, hàng có mã vạch luôn nè. 235.000 giùm em. Cái này cũng là một cái quần jean ống suông á mấy chị. Một cái quần ống suông nè mọi người. Áo rất tốt luôn nha mấy chị ơi. Dưới 58 con cả nhà mang. Dưới 58 con mang thoải mái giùm em luôn. Hàng theo 235.000 dưới 58 kg. 235.000 dưới 58 kg. 235.000 dưới 58 kg nha mọi người. Hai trăm ba mươi lăm dưới 58 kg. Đây mấy chị ơi, cái quần nè, trời, nguyên bộ đồ có 235.000. Quần mấy chị mua lẻ 290.000 luôn á mọi người. Đây các chị, nguyên set nha, không tách lẻ đó mấy chị ơi. Một màu giùm em à. Hàng theo nha, hàng theo giùm em. Chốt co giãn nè. Rồi dưới 57, 58 con mấy chị mang vừa giùm em luôn. 235.000 set nha, mang 235. Không bán lẻ nha mấy chị. Không bán lẻ nha mọi người. Đi nguyên một bộ nha. Hai trăm ba mươi lăm. Em lên mấy cái mẫu váy, em lên mấy cái mẫu váy xem mọi người. À rồi mấy chị đi chơi, mấy chị cắt xuống like của mọi người, like mà coi nó làm biến quá, làm biến quá, làm biến quá, tính like xíu à, tranh thủ đi chơi. Rồi mấy chị ơi, đây mọi người ơi, 185.000 SML đều được nha. 185.000 luôn mọi người. 185.000 giùm em luôn, SML đều được nè. Đó, 265.000 đó mọi người ơi, hàng loại 1 đó mọi người, em sẵn 185.000 luôn mấy chị. Chân cái lưng là lưng bo thun đó mọi người, cho nên là cả nhà mình SML đều được hết nè. Đó, lưng bo thun giùm em. Bên dưới dập ly nha. Rồi cái ly này mấy chị nè. Hàng von có lót trong giùm em luôn, 235.000 một bộ lộn. À, em sẵn 185.000 luôn. Em sẵn 185.000 nha mọi người, 185.000. 185.000 giùm em, đầm von thổ cẩm. Von loại 1 nha. Đây nha mọi người. Đó, rồi SML đều được. SML đều được giùm em, 185 thôi. 185 thôi nha mọi người. 185.000. 195.000, eo dưới 80 82 giùm em. Đây mọi người, đó, 195.000 mấy chị. Rồi em bán giá này mấy chị còn rẻ hơn hàng thanh lý luôn á mọi người. Rồi em có đầy đủ 4 tông màu cho mọi người luôn. Cái này là giống như zoom á mọi người. Đó, hàng có lót giùm em luôn. Eo dưới 80 82 mấy chị mang đồ giùm em luôn, 195.000.
bốn màu giúp em nha, màu đỏ đô, màu hồng, màu nu với lại màu vàng nè mọi người nè. Đây mọi người, hàng có lót trong nút bọc vải giùm em nha, 195 eo dưới 80-82. Eo dưới 80-82 ngoài lai là 245 nha. Ngoài lai 245 giúp em. Mấy cái hàng này em vẫn đang áp dụng giá sale đó mọi người, không phải 195 là giá em bán lời đâu mấy chị. Ngoài lai là 245.000 giùm em nha. Em vẫn cái này em vẫn áp dụng giá sale. Đây nha mọi người. Đó. Nút bọc vải giùm em, tay là nút ngọc. Đây cả nhà. Tay nút ngọc giùm em nè, em có đủ 4 tông màu luôn mấy chị. Cận cái chất hộ em nè mọi người. Cận cái chất hộ em nè. Eo dưới 80-82 mấy chị mang được hết. Nha cả nhà, tầm size L của mọi người, tầm 55-58 kg á. Tầm 55-58 kg á mọi người. 195 thôi nha mấy chị. 195 giùm em, eo dưới 80-82. Tầm 55-57-58 con mang được hết luôn, 4 màu nha, hàng 2 lớp giùm em. Hàng toàn bộ là 2 lớp hết nha mọi người. Hàng toàn bộ là 2 lớp hết giùm em á. Mấy chị mang vest không mọi người ơi? Vest 225. Vest này vest thiết kế có lót. Trời, thốt ra vô lại đi mọi người, xem có tương tác mệt mỏi quá.